thôi xin hãy cho nhau nụ cười, tiếp sức hồi sinh hãy cho nhau cuộc đời. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Lắm những bàn tay, thời khắc định mệnh, gần lắm những bàn tay. Quý Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Ngày hôm nay chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh sẽ đến bệnh viện để thăm một hoàn cảnh khó khăn, để chia sẻ những khó khăn đó. Hoàn cảnh ngày hôm nay như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chị ơi, cho em trái dừa nha. Alo chị hả? Em đang ngồi ở ngay chỗ nhà thờ con gà này, ngồi ở ngay chỗ mà bán nước dừa, ngay cạnh cái công viên luôn. Chị đang ở đâu rồi? Đây nhà em đang nhìn chị nha. Chị đến thì chị hú em nha. Dạ dạ. À, anh cảm ơn. Ủa nãy giờ em đợi ai mà em điện hoài vậy? À, em đang đợi một chị mà thấy bảo là có một người nhà nằm ở bệnh viện này nè. Mà chị đấy thấy bảo là đi bán vé số vòng vòng mà em còn chưa gặp chị đấy nữa. Chị là em đi kiếm vé số bả đi vòng đây này, chút nữa quay lại giờ em ngồi đi. Chị biết luôn hả? Dạ. À, dạ, có lý gì tí chị này. Vâng, tí chị quay lại hay là chị nhìn thấy chị ấy thì chị bảo dạ, em dạ, dạ, ngồi vâng, đi tại em. Vì em cũng không biết mặt chị đấy như thế nào. Ô, chào cô ạ. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Dạ. Mệt không cô? Nắng, hơi nắng một tí. Dạ, nắng mệt cháu. Cô vừa ở đâu qua đó? Gọi dạ, không? Cô ở bệnh viện đại học ở Dược. À, dạ, dạ, dạ. Con là Đạt, Đạt dạ, gì? Dạ, con đến từ chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Cảm ơn cháu. À, thế vậy người nhà mà bây giờ nhà mình ở trong bệnh viện thì là đại học ở Dược. Đại học, à, đại học cháu Võ Thị Thu Huyền. Là con gái của cô luôn. Con gái của cô. À, cháu mổ lần này nữa là lần thứ 6. Lần thứ 6 luôn rồi đấy ạ. Mà cháu đầu tiên là mổ ở Huế. Rồi sau này cũng nhờ các bác sĩ Đại học Y Dược đồ mới mổ cho cháu. Cứu sống cháu ngày hôm nay là bên Đại học Y Dược là ca mổ bây giờ nữa là ca mổ thứ 5. Còn Đại Huế một lần nữa là thứ 6. Thế gia đình nhà mình thế còn thế chồng cô đâu có còn con chồng nào? Chú bị thần kinh. Chú không làm gì được. Còn con hai đứa con ở riêng, ở có vợ ở xa. Là hai cháu, anh trai nữa. Và em là em út ạ. Hay là... Em làm út bây giờ ở với cô mà cô là người lao động chính trong nhà nhưng mà cô nuôi bé miết không vâng. Có cứ dặn nhau đi cô đi xin về cô nuôi em ở cả ở bệnh viện Sài Gòn rồi thời gian cô về nhà thì cô cũng đi làm mướn mà nay nói chung cũng yếu rồi chứ ở trên này thì ai là người chăm em chính cô ngoài cô ra cô chính em chứ không có người nào nuôi hết nhà cô con cô nó khổ quá không ai nuôi thế thì tiền đâu mà cô sinh hoạt có đất nhưng mà cô cũng bán rồi. Thời gian cô ở đây là cô cũng không có tiền. Thế cô làm gì? Cô ở đây cô ra chợ đồ cô phụ nhiều khi cô xin. Là cô làm mấy việc quanh quanh đây thôi. Người ta cho rồi vô cho em ăn. Vâng.
là em có đi vẫn là đang đi học bình thường, nên xong phát hiện ra là bắt đầu vào. Em từ khi nhỏ là em bệnh luôn, em không học bệnh được. Luôn từ bé luôn em. Em bẩm sinh em từ 13 ngày là phát hiện em bị bệnh luôn. Là tới bây giờ là như em học được mới lớp 9. Cô một ngày cô đi làm mấy tiếng để chi trả? Cô làm 10 tiếng là cô được 160. 10 tiếng mới được 160. Làm nặng lắm cháu, làm vườn ương cho người ta. Cô làm 10 tiếng sáng 7 giờ tới 5 rưỡi cô mới được 160, trưa cô nghỉ nửa tiếng. Nửa tiếng đó là cô nghỉ trưa cô về cô lo cho em. Vâng. Em thế học. Thì ban ngày là cô sẽ đi làm, tối thì cô về trông em. Nhưng mà thời gian mà em mổ như vậy là cô không đi được. Cô ở trên đó nếu mà có ai phụ quán kêu cô qua cô phụ, hay là cô nhiều khi cô lần quần ở chợ họ cũng cho tiền. Vâng. Rồi cô cũng lấy thêm ít chục giấy số cô bật con chú. Cô tranh thủ cái canh trưa mà không chăm sóc cho em á, rồi cô dạo cô đi bán. Nghĩa là tranh thủ tất cả các thời gian có thể kiếm tiền được là mình đi kiếm tiền hết để lo cho có bé. Có gì em nó lớn nó biết nó điện cô chạy về. Ví dụ như mới đi siêu âm vừa xong, rồi cô cũng mới vừa đi bán giấy số là gặp cháu đó. Thế thì một ngày cô bán được khoảng bao nhiêu tờ? Một cái buổi trưa như thế. Cao nhất là cỡ 2, cô lấy 30 tờ, cô bán cao nhất cỡ 2 mấy tờ, có người họ thương còn mấy tờ họ lấy hết. Còn không có khi phải đem cả. Thế giờ đấy cô còn mấy tờ đấy con mua luôn cho cô nha. Dạ. Biết đâu được. Cô cảm ơn cháu. Cô đây, còn con có. Còn cô còn năm tờ cháu. Con vừa khít luôn. Rồi cô đây, cảm ơn cháu nhiều. Con, rồi cảm ơn cô cháu. Đây xem. Đấy thì coi như là con mua hết cho cô cái số giờ trưa này là cô cũng được nghỉ ngơi hơn. Thì vừa nãy tới giờ đó, con cũng đã được gặp cô và cũng như là biết được hoàn cảnh gia đình nhà mình, cũng giống như là tình trạng sức khỏe của bé Huyền cũng rất là khó khăn, là bị bẩm sinh đúng không cô? Thôi nói chung là con cũng không có gì nhiều, con cũng chỉ biết là chúc gia đình nhà mình cũng như là chúc cô có thật là nhiều sức khỏe để có thể chăm sóc cho bé. Và những con mong rằng là sẽ có rất nhiều và sẽ có càng ngày càng nhiều hơn những mạnh thường quân đến để giúp đỡ gia đình nhà mình cũng như là bé Huyền có thể hồi phục được cái sức khỏe cô nhé. Rồi, chú lên chào con. Dạ, con chào chú. Con là Thu Huyền đúng không? Dạ. Con 17 tuổi. Dạ. Con là quê đâu? Dạ, con ở Gia Lai. Gia Lai hả? Con đang học lớp mấy? Dạ, con học trễ 2 năm nên mới học lớp 9. Nhà có mấy anh chị em Huyền? Dạ, nhà con có 2 anh trai. 2 anh trai. Dạ. Anh trai lớn chưa? Dạ, hai anh có vợ ở riêng rồi ạ. Rồi con ở với ai? Dạ, con ở với ba với mẹ. Ba mẹ? Ba mẹ làm công việc gì? Dạ, mẹ con ở nhà đi phụ quán cho người ta kiếm tiền thêm. Còn ba? Dạ, ba con bị đau hơn 10 năm nay rồi. Đau vì gì bị con? Bị về thần kinh rồi gai cột sống. Cho nên là không có đi làm được. Ở nhà không vậy đó hả? Rồi mình phát hiện bệnh tim sao con? Dạ, khi con 14 ngày là đi khám bác sĩ nói là bị tim bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Dạ, biết từ hồi nhỏ rồi đó hả? Dạ. Rồi có điều trị gì không con? Dạ có, đi bệnh viện, đi nhiều bệnh viện lắm. Họ chạy họ kêu là không mổ được. Tại sao con? Tại vì con bị bệnh tim nặng. Tim con là tứ chứng follow nặng. Tứ chứng follow? Dạ. Yeah. À, con thấy trong người thế nào mỗi lần mà đau tim? Dạ, mệt. Không mệt hả? Dạ, mệt, khó thở. Trong cái thời giai đoạn mà nó mệt khó thở, còn những giai đoạn khác là con vẫn sinh hoạt bình thường đúng không? Dạ. Rồi, chào cô. Đây mẹ của cháu Hiền bạn. À, mẹ cháu Hiền đó hả? Rồi ông xã cô là ở nhà bị bệnh. Dạ, chồng bị thần kinh chắc cỡ 10 năm rồi á. Giờ cái kiểu hồi thấy con hồi biết không thấy cũng chữ, nằm ở nhà cái chữ biết nữa. Rồi hai đứa con trai đó, hai cháu nó có gia đình nó ở xa bác. Ở xa là ở xa là nó có gia đình, nó có vợ có con, nó ở xa nhà. Thì mình ở Gia Lai luôn. Nhà nó Gia Lai, nói chung Gia Lai nhưng mà ở vùng kinh tế á. Cháu nó ở xa. Bây giờ là hai vợ chồng với con bé, nhưng mà
trụ cột ở nhà là tôi lo cho cháu. Bây giờ con thấy sức khỏe con sao rồi? Dạ hiện tại con ổn. Ổn rồi hả? Hiện giờ là ổn rồi đúng không? Dạ. Bốn tháng nay nằm miết ở bệnh viện. Cái mấy bác sĩ cũng kể giờ mấy bác cứu giùm cho con vợ cháu Võ Thị Thu Hiền đã năm lần mổ rồi, bốn lần mổ, năm lần mổ rồi, thì giờ mấy bác giúp giùm. Xong rồi mấy bác đây mới nói là nghiệt ghê quá, giờ đắp quá không biết xin tài trợ ở đâu. Cái mấy bác ngồi ý với nhau, cái mấy bác mới cho nằm. Từ hôm Tết miết tới thời gian mấy bác phát hiện ra là bé nó bị nhiễm trùng tim, cái là mấy bác mới hộp lại là các loại thuốc, cái mới cho khi nằm đây nhiều tiền mà xin tiền tài trợ chưa được á. Mấy bác cũng cho một số tiền ít để mà nằm thời gian rồi. Rồi mấy bác mới chuyển cháu về bệnh viện Gia Lai nằm một tháng rưỡi. Nhưng mà trong đó là mấy bác hợp tác với bệnh viện Gia Lai á, để mà lo cho cháu. Rồi mấy người anh có giúp đỡ hỗ trợ cho em gái không? Mấy anh khổ quá bác. Mấy anh cho em 200 đứa vậy à, không có tiền. Trời ơi. Nuôi đứa tới mấy đứa con mà làm nông á. Có tiền đâu mà cô có mà để đi lo trị bệnh cho cháu. Dạ có nhà mà, có nhà. Bây giờ tương lai như thế nào? Tương lai giờ cháu như vậy cứ đi vô đây thì nuôi, đi xin đi bán giấy số rồi đi xin ở chợ rồi đó, người ta quen rồi người ta cũng cho mấy ăn cô. Uống mình ăn từ thiện đây hả? Dạ. Cơm từ thiện đây hả? Không, cơm từ thiện do dịch đó không cho ra ngoài, bên trong bệnh viện lo cho luôn rồi, không biết bên từ thiện sau rồi mấy cô rồi cho sao cũng không biết, nhưng mà có cho cơm bé ăn. Rồi mẹ cũng ăn kế với bé. Rồi bây giờ Quỳnh Linh sẽ qua làm việc với các bác sĩ. Dạ. Còn tình trạng của bé thế nào ha? Dạ. Cố gắng tìm sức khỏe con ha. Dạ. Làm sao mà mình lạc quan lên ha. Xung quanh còn rất nhiều điều tốt đẹp ha. Dạ. Các chú cùng với các bác sĩ sẽ tìm mọi cách tốt nhất dành cho con. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. Dạ, hồi số bác sĩ cũng có kêu hộp nói cháu là cháu giờ nặng á, mổ lại nó. Tại vì bé để lâu quá đó. Dạ. Để lâu quá. Mình sẽ qua gặp bác sĩ để bác sĩ hội chẩn lần nữa. Dạ. Và lần sau mình sẽ tính ha. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi con nhé. Con cảm ơn chú. Xin chào quý vị, bây giờ Quỳnh Linh đang theo dõi hồ sơ của Võ Thị Thu Hiền, sinh năm 2004, ở Chư Qua, Gia Lai. Chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Huy để có thể hiểu hơn về vấn đề này. Chào bác Huy ạ. Chào anh Linh. Bác thể cho tôi biết cái tình trạng mà Võ Thị Thu Hiền khi nhập viện thì như thế nào? Bé này đã được phẫu thuật và theo dõi ở Bệnh viện Đại học Y Dược nhiều lần. Dạ. Lần cuối cùng thì cách đây còn 6 năm rồi. Thì bé là một có bệnh tim bẩm sinh phức tạp và phải phẫu thuật thay một cái ống ghép nhân tạo cách đây 6 năm. Thì trong cái đợt lần này nhập viện thì không may là bé bị một cái tình trạng nhiễm trùng gọi là viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Nó làm cho hư cái van của cái ống ghép nhân tạo đó. Chúng tôi phải điều trị cái tình trạng nhiễm trùng nó ổn định thì mới sau đó mới phải thay cái ống ghép vì cái van của cái ống ghép nó đã hư rồi. Yeah. Yeah. Ống ghép nhân tạo là như thế nào thưa bác? Ống ghép nhân tạo đó là một cái ống ghép có van bằng vật liệu nhân tạo để thay thế cho một cái cấu trúc của cái tim là cái động mạch phổi, bởi vì bệnh của bé này không có van động mạch phổi thì tôi phải dùng cái ống ghép đó để thay thế cho chức năng của cái van động mạch phổi. Như vậy là hiện nay chúng ta vẫn theo dõi tình trạng sức khỏe của em Võ Thị Thanh Hiền thế nào thưa bác Huy? Hiện tại thì bé đã có nhiều cải thiện và hy vọng là trong những sắp tới thì bé có thể phẫu thuật được để thay lại một cái ống ghép khác. Những cái tình trạng như thế thì nó nguy hiểm thế nào để tính mạng nếu chúng ta không điều trị? Cái tình trạng nhiễm trùng của bé thì phải điều trị đúng phác đồ và đủ thời gian thì nó mới điều trị triệt để được. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái biến chứng của nó làm hư cái van nó đi. Thì muốn sau khi tình trạng nhiễm trùng nó ổn thì mình muốn điều trị triệt để luôn thì mình phải
thay một cái ống ghép khác, có một cái van mới. Vì cái van cũ nó đã bị hư hại, nó bị mất chức năng. Như vậy khi mình ta thay van rồi khoảng bao lâu nữa thì cái van nó cũng giống như cái van kia bị hư nữa? Trong trường hợp này thì sau khi mà mình thay cái van thì mình sẽ tiếp tục mình dùng thuốc. Ở đây là thuốc để ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Thì hy vọng là tình trạng viêm nội tâm mạc nhiễm trùng nó sẽ không bị tái phát nữa. Cảm ơn bác sĩ Ngũ Tu Nguy. Chúng ta đã nghe rõ về tình trạng của em Võ Thị Thu Hiền, sinh năm 2004. Có thể nói tuổi đời còn rất là nhỏ nhưng bệnh cũng khá nặng, đã đang điều trị. Hôm nay thì hy vọng chúng ta sẽ có thêm một số kinh phí để giúp bé Võ Thị Thu Hiền thay phẫu thuật để điều trị để có thể có một van tim mới. Cảm ơn bác sĩ Ngũ Tu Nguy rất là nhiều. Và hy vọng chúng ta sẽ làm càng sớm càng tốt để có một cái phác đồ điều trị chính xác, có một cái thời gian để chúng ta phẫu thuật tiếp tục cho bé. Thưa quý vị, bây giờ thì câu chuyện vẫn còn tiếp diễn. Quỳnh Linh xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Bây giờ thì tình hình của cháu thì mình cần ngay một số tiền để có thể điều trị cho bé. Nếu mà mình để trễ nó còn nặng hơn nữa thì rất là mệt, bé sẽ khó, rất là khó thở, cần số thuốc men đó con. Chú đã làm việc với lại các bác sĩ rồi. Ở đây trưởng khoa là giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Định đó, cùng với bác Huy, cùng với nhiều bác sĩ nữa thì đã có một cái phác đồ điều trị cho con rồi. Mong mọi điều tốt đẹp con nha. Rồi, cố gắng ở trong đây thì đi qua đi lại cho nó thoải mái nha. Đừng có nằm ở đây thì các bác sĩ cũng chăm sóc sức khỏe cũng đỡ đó, khả quan. Cố gắng làm sao điều trị cái tim cho nó tốt được không? Hôm nay thì quỹ tiếp sức hồi sinh gửi tặng cho con 25 triệu đồng. Hy vọng mọi điều tốt đẹp, hy vọng rằng sẽ điều trị tốt nhất cho con để con về tiếp tục đi học nha. Vậy thay mặt gia đình thì hết lòng cảm ơn bác với cùng các... Chiều giờ ăn gì chưa, uống gì chưa, ăn giờ gì? Có mới bác sĩ mới phát hôm trang đàng hoàng nha. Rồi, tội nghiệp không? Hồi xưa phải trị sớm chút xíu được. Chú cha nó khổ quá, để mới bị nhiễm trùng tim không có tiền nhiều lần quá. Nhiều lần quá cháu nó xin khó khăn. Hy vọng chương trình này khi mà phát sóng sẽ có nhiều mạnh thường quân nữa sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cháu nha. Dạ cảm ơn chúng bạn nhiều. Dạ. Rồi khỏe nha con nha. Dạ. Cảm ơn bác. Rồi xin chào chị con nha. Dạ cảm ơn rất là cảm ơn nhé. Rồi chú Linh sẽ tiếp tục làm với việc các bác sĩ nữa. Dạ nha. Cảm ơn. Các bác sĩ ở đây rất tốt, đặc biệt chị Dung chị sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Dạ. Nha. Dạ. Con biết cô Dung hả? Dạ. Rồi. Nhờ cô Dung với mấy bác sĩ ở đây. Cô Dung bác sĩ ở đây là dễ thương lắm á. Và hy vọng là con sẽ sớm được điều trị nha. Gái ha. Dạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ chương trình. Cảm ơn chương trình giúp đỡ dùm cháu nhiều. Cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm lên tình người, nụ cười tiếp sức hồi sinh. Cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm lên tình người, nụ cười. Chương trình Tiếng Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh.